đi qua đây, đi qua đây, nó quá chỗ này rộng lắm. Ba lấy nhảy rộng này. Nào cũng được cái gì đó mà lấy lên thì cũng đổ lấy ra gì. Thôi thôi đi nhảy thôi, nhiều lắm, tại em đợi lấy này nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều lắm, chung mà. Chung mà, chung mà, chung mà. 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 Chung mà, quên nhảy rồi người ta quên rồi. Ủa ăn kem đâu bún không phải mà thủ phạm rồi rồi. Buôn lên xe này. Đi xe nào vậy? Con lên xe này lúc giờ con không có đường rồi. Rồi. Lên đâu nha? Con đem quê. Tàu buôn. Đi đi đâu? Cờ bé buôn đi với cha rồi, mẹ lo không đi rồi. Đi đâu? Bôn đâu con nhảy ơi Bôn. Con nhảy trên nhật ông ngoại con nhảy ơi. Ăn uống Bôn. Bôn hết rồi. Nó bay hơn hết rồi. Vậy đi xe chú sàng. Đi xe chú sàng á. Đây nè, đây nè. Cậu ai? Cậu xa kìa. Con đi xe ở đây. Đi xe ông ngoại. Gắn nó cắn chết. Dọn gắn này chúng gắn kia mập lắm mấy cha. Cái xe này kỳ quá. Thôi gắn giả mà. Ờ gắn gắn này gắn giả, gắn dưới gắn thiệt. Anh xe này kỳ quá, chọc buôn. Gắn to mới gắn thiệt. Gắn to gắn thiệt đúng rồi. Ủa xe đó mà. Của chú Tý. Chú Tý đâu, chú Tý đâu, chú Tý đâu. Tí kìa, tóc cái hoa chúc mừng sinh nhật kìa. Chú Tí mang hoa vô. Đây, chú đẹp trai đây, cô bà hai, ấm khoai. Em Tí có đặt cái lãng hoa chúc mừng sinh nhật cậu Năm nha mọi người. Đó, cái lãng hoa đi sau xe nha. Ồ, mẹ xuống kìa đúng không? Wow. Cô cho con chồng một tấm hình. Cô chụp cái con. Từ con, xé. Trời ơi, chấn động chưa. Xe ngồi đây. Lên chưa? Nó tự lên luôn. Trời ơi, nó bóp. Có ai ở chợ nữa rồi. Xe ngồi chống không? Anh coi thử, nãy thấy bỏ đồ, anh bảnh nhiều. Bỏ qua đây hết rồi. Còn chống không? Không, xe không sao đâu con, không sao đâu. Bể bóng. Chị Loan, đây, chị Loan xuống chuẩn bị đi lên mộ ngoại rồi mọi người ha. Chị Loan mặc rất là đẹp ha. Rồi xong. Bây giờ ngồi dưới đây. Rồi cái chuyện qua cái gì nó xuống trăm rồi. Đi, đi ra cái chuyện người. Xuất phát này.
Rồi tất cả mọi người đã có mặt rồi. Hello chị Ni, hello chị. Ủa tụi em không lên hả? Mấy em không lên hả? Anh đổ hết chưa? Anh đổ chưa đi nè. Hả? Đổ chị Ni. Lên xe đi chút. Giờ chị đi xe đâu? Anh đi xe anh xem. Đi xe anh xem hả? Chờ Nguyên tới mới đi hả? Xe sang chặt không đủ luôn rồi. Chờ Ni, Nguyên tới mới đi hả? Nguyên nó lại cho ta. Em điện rồi, nó tới đâu rồi? Dạ. Đi qua đi dưới bãi. Tí còn chỗ không? Bà gì bác chỗ không? Rồi xe anh Hải là chờ chị Loan nha mọi người, xe anh Sang chờ chị Ni nè. Xe Bích Trâm thì chở Linh Tý với lại Thành Mỹ ha. Ken, hello con. Lucky thấy tội nghiệp lắm á. Nãy nó buồn á kìa. Nghe Lucky gái nó ngồi nó là gì nè. Mấy nó dặn như là nó buồn á. Tại vì một Lucky lên cho nào. Đưa cho đàn cái năm chở Lucky ha. Ờ tao chở coi. Năm chở Lucky. Ôi nhưng ta đừng chở nó nhảy xuống đường sao. Thôi lấy cục dây. Mày đây là sinh nhật sẵn mà. Sinh nhật sao? Tụi sinh nhật mấy người. Mặc đồ nổi quá chị ơi, ai chị đi đâu. Ai chị đi mặc đồ đủ quá trời luôn. Tâm sáng quá trời luôn. Tâm sáng mà đẹp nữa. Chị Ni mặc đồ là phù hợp nè, tại vì là hôm nay là sinh nhật của cậu. Đúng rồi. Cái này của ai mình Nguyễn đâu? Đâu? Này nhà ông nè. Theo luôn, xe đi theo luôn. Mấy phút nữa tới vậy? Chỗ xa à? Chúng con xe đi xa à? Một tiếng hả? Một tiếng. Bây giờ xe nào đi trước rồi đi đi. Xe nào đi trước đi, Nguyên đi sau. Ừ. Nha. Chứ ở lại đi với Nguyên nha. Rồi nghe đi với chị. Hay là sao? Rồi chị Ni với chị Loan với lại cả nhà đã bắt đầu đi rồi ha mọi người. Xe anh Hải đã chuyển bánh rồi kìa. Đó. Hẹn cả nhà gặp ở dưới mộ nha mọi người.